Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Tâm. Hiện tại mình mới làm YouTube thôi. Đây. Đây mọi người xem video nhớ nhấn like và đăng ký cho mình ở dưới cái chuông nha. Và ở đây thì hiện tại bây giờ mình mới nhận được một cái chiếc xe mô hình ở Việt RC á mấy bạn. Thì ở đây là của hãng V-Stoy, nhãn hiệu là A959B ha. Bây giờ mình khui hộp cho các bạn coi nha. Đây. Mở hộp nha các bạn. Và giá sản phẩm của Việt RC thì hiện tại như mình thấy thì nó rẻ nhất ở đây, chỉ có 1,5 triệu thôi nha các bạn. Và hàng ship về thì đúng thời gian lắm. Đây. Mở hộp nha. Đây. À, và như các bạn thấy thì đầu tiên là một cái quyển sổ. Đây là cái cách sử dụng hay là cái gì đây, để mình mở ra thử nha. Đây là một cái lục giác, thấy không ạ? Tiếp tục là một quyển sổ. Đây là cách sử dụng nha. Đây là cách sử dụng. Đây vị trí bên này. Đây là phần bánh lái. À, đây là phần ga. Đấy. Nó chỉ có thế thôi. Và bây giờ trực tiếp tới sản phẩm nha. Đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người? A959B nha. Và tốc độ của con này thì tầm khoảng 70 km/h. Mở hộp nha, mở hộp nha. Mở hộp nha. Tăng 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 tăng. À, 9597. Cất kịch cho nó gọn. À, và ở đây là một số sản phẩm. A949. A959 thì nó có những màu như thế này. Đây. À, A969 nha. Và đây là A979. Hiện tại là A979 và A959 này cùng một tốc độ 70 km/h. Và giá chỉ có 1,5 triệu đồng với nhau ở Việt RC nha các bạn. Chuẩn bị bung hàng. Bung hàng nha. Rồi bên này. Bây giờ coi phụ kiện bên trong có gì trước nha. Cục dĩ trời. Hui. Một cọng dây sạc. Một cục sạc. Cái này là cái gì đây? Một bộ báo sạc nha các bạn. Đồ chơi. Đây là tay điều khiển. Đây là tay điều khiển nha. Đây. À, và đây như các bạn thấy thì đây là vị trí ga. Ga nha, bấm nhẹ thì sẽ chạy chậm và bấm mạnh thì sẽ chạy nhanh. Đây. Và cái vị trí phía trên này là tay lái nha. Đây tay lái đây. Đây là anten. Thấy không ạ? Đây là anten nha. Và đây là sản phẩm mong đợi. Đây bắt đầu khui hộp nha. A959B. Giá này là siêu rẻ rồi nha các bạn. Tốc độ cao như vậy mà giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Quá ok. Cắt cái này giống cắt bơm nha. Nó đứt rồi. Nó đứt rồi. Khui nghe. Nặng lắm ha. Nặng lắm mấy bạn ơi. Đây. Cực kỳ nặng.
và vị trí cái khung sườn của nó ở đây thì không phải là nhôm như mọi người đồn nha, nó chỉ là một lớp nhựa thôi, và nặng là chắc là linh kiện bên trong á. Ở đây như thế này đã chưa các bé yêu, đã chưa các bé chơi và các ba cũng chơi được nha. Đây có cả giảm sóc luôn nè, đã chưa, đây cũng có nha. Đó. Phối hợp ở đây. Đây bây giờ mình sẽ xem phần bên trong có gì. Gỡ những cái khoe thì bạn gỡ từ từ nhé, để cho nó trầy những cái vị trí này. Nhẹ lắm, chỉ có phần trong này thôi. Hàng khủng nằm tại đây. Đây là một con motor có tản nhiệt nha. Đây nha, có tản nhiệt ở trong. Tản nhiệt bằng không khí máy quạt. Đây là sạc vô. Đây là pin. Đây là ESC. Đây. Không nhẹ đâu. Nặng đấy. Đẹp chưa? Quay một vòng nha. Và trong tay điều khiển này thì mấy bạn mua ở VRC thì lúc nào cũng có pin lắp sẵn cho vị trí trong này cho các bạn. Đây nha, có pin sẵn. Rồi, bây giờ mình test thử cái chất lượng như thế nào. Gắn làm sao đây. Trước giờ chưa bao giờ mình chơi được cái dòng này cho nên mình cũng không biết nó rắn gắn như thế nào. À chắc gắn dày đúng rồi đó. Qua đây nha, trực tiếp vô nha. Gắn dày này nha các bạn, cẩn thận nha. Từ từ thôi. Ok. Và tiếp tục bây giờ là công tắc. Nhớ nha, các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ thì lúc nào mình cũng phải mở vị trí xe lên trước. Đây nha, đèn nó cháy rồi. Như thế này. Và tiếp tục mình sẽ mở tay điều khiển sau. Đây, thì đèn nó sẽ nhận, nó sẽ chớp như thế này các bạn. Thấy chưa? Rồi. Và bây giờ kiểm tra thử nha, lái. Thấy chưa? Quay trực tiếp vô chiếc xe này. Đây là lái. Lái nha. Và xe này không yếu nha. Vô tình chỉ cần bấm nhẹ thôi là hết ga nha. Đấy. Và quay cả bốn bánh nha các bạn, bởi vì chiếc này là hai cầu. À, nhẹ thôi. Nhẹ thì như thế này và mạnh là như thế này. Và đây là gear. Gear thì mình để tới như thế này. Và tới là mình bấm vào trong này nha. Đấy. Đó chưa? Và tắt rồi. Ok. Ráp vào nha. Đây những cái vị trí đây. Ráp thật kỹ vào. Rồi ok. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau. Sớm 2 triệu về thôi.